Xin chào tất cả các bạn. Thì trước đây mình khi mà đi phỏng vấn ấy, thì có một anh hỏi là thế đã làm qua Birdway bao giờ chưa? Tức hệ thống Birdway ấy. Thì mình thì cũng có biết đâu, chả biết trả lời thế nào cả, tại vì đấy nó là cái thuật ngữ thôi. Tại vì ngày xưa mình nghe một vài anh nói là Bird 3 nhưng mà không phải. Thì cái Birdway nó thế này thôi các bạn. Đấy, nó đơn giản là này thôi. Nó là những cái hộp này. Đấy. Birdway đấy các bạn. Đấy. Thì cái hệ thống Birdway này thực ra nó là cái giống như một cái hệ thống dây dẫn điện thôi. Tuy nhiên ấy thì nó được sử dụng các cái thanh cái ở bên trong, các cái thanh đồng ấy. Hoặc là các thanh nhôm nhá, một số giờ người ta sử dụng cả bớt quê nhôm thì các thanh cái thôi. Đây là các cái điểm nối của nó này, các cái khóc cua rồi các cái điểm nối còn lại ở trên những cái đoạn dài tiêu chuẩn này này, thì nó chính là các cái thanh cái, còn và nó có bọc một cái lớp gọi là cũng cách điện, còn bên ngoài của nó là cái vỏ kim loại đấy, để bảo vệ cho cái lớp bên trong. Thế thì đặc điểm của cái thằng này là ở trên cái quãng, trên các cái đường đi của nó như là xương cá này này, thì có thể đặt các cái hộp giao cắt để mà đưa nó ra ngoài, lấy ra phụ tải, lấy ra các cái tủ gọi là phân phối ở ngay trên đường đi của nó. Mà cái này ở cái dây dẫn điện thì chúng ta không làm được cái việc đấy, mà để lấy ra chúng ta bắt buộc phải sử dụng một cái tủ để đấu chung nó lại với nhau. Nhưng mà thằng Birdway thì nó làm được cái việc đấy, tức là trên quãng đường đi nhá, nó có thể tách ra để lấy các cái điểm của nó, tách ra để đưa ra phụ tải luôn. Đấy, thế thì Birdway nó khác Bird 3 ở cái chỗ nào? Tại vì mình cũng nghe một số anh nhắc Bird 3 thì Bird 3 nó đơn giản, nó chỉ là cái thanh cái đồng thôi. Còn Birdway nó cả một cái hệ thống gọi là truyền tải về điện. Đấy thì nó khác dây dẫn ở cái chỗ đấy, nhưng mà các bạn cứ hiểu đơn giản nó giống như là cái hệ thống dây dẫn điện, nhưng nó được làm bằng thanh cái và cái dòng dòng của nó là thường là lớn hơn so với cả dây điện rất là nhiều, tức là cái khả năng của nó có thể lên tới 7.000A nha các bạn nhé. Ở đây thì mình mới dùng đến cái loại 2.300A thôi. Đấy, cấp độ chịu nước chịu bụi của nó là IP55. Các bạn này, đây là cái góc cua nhé. Ở cái góc cua này nó cũng sẽ có thanh cái thôi. Đấy, các bạn nhìn thanh cái. Nên là các bạn không nhìn thấy bên trong của nó rồi. Đây là chỉ là bên ngoài thôi. Tuy nhiên ấy, đi phỏng vấn mà có thằng cha nào mà hỏi Birdway nó là cái gì thì Birdway đơn giản nó chỉ là cái hệ thống gọi là truyền tải điện trong tòa nhà, mà nó không dùng dây dẫn mà nó dùng thanh cái thôi. Đây nó chỉ đơn giản như vậy thôi các bạn. Và để mà đưa ra các cái điểm thì nó tiện lợi hơn, và cái dòng dẫn nó cao hơn, và cái độ an toàn nó cũng lớn hơn. Đấy, đối với vận hành và sử dụng. Đấy, Birdway nó chỉ có như vậy thôi. Đấy là theo mình hiểu thì nó như vậy. Đấy. Thì các bạn có thể nhấn đăng ký kênh nhá, để khi mà mình có review các cái vấn đề về kỹ thuật thì cái video nó sẽ gửi đến các bạn đầu tiên. Nhớ đăng ký kênh các bạn nhá. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video.